Lạng Sơn vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 1991, sau một trận mưa tầm tã và một tiếng nổ vang trời trên núi Vọng Phu, tượng nàng Tô Thị đã sụp đổ hoàn toàn, kéo theo nỗi oan ức của hai người đàn ông sống dưới chân núi với tội danh nổ mìn nung vôi nàng Tô Thị. Với mong muốn minh oan cho những người vô tội, đồng thời cho du khách thập phương hiểu rằng biểu tượng văn hóa đẹp đẽ này bị mất đi không phải do sự phá hoại của người dân. Một trong những nhà địa lý đã cố gắng nghiên cứu trên góc độ địa chất để tìm ra lời giải cho hiện tượng núi nàng Tô Thị bị sụp đổ chính là thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương. Hãy cùng Exotic Việt Nam gặp gỡ thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương và nghe những chia sẻ của ông về hiện tượng núi nàng Tô Thị bị sụp đổ ở góc độ địa lý nhé. Chúng ta đang đến với nàng Tô Thị. Thì chúng ta hay nghe nói là gì nàng Tô Thị bị nung vôi, nhưng thực sự không phải. Không phải như thế nào thì chút xíu nữa chúng ta sẽ ghé nhà ông Quyết để chúng ta tiếp xúc với một cái nhân vật sống, đó là ông Quyết. Bây giờ tôi sẽ nói về địa chất ở khu vực nàng Tô Thị và hiện tượng sụp ở đây ở góc độ địa lý như thế nào. Thì đá đây là đá vôi, tức là Ca-3, rất là tinh khiết. Và quá trình caster diễn ra trên đá vôi có nghĩa là gì? Nước nó sẽ hòa tan đá vôi. Nước hòa tan có thể ngay trên bề mặt, chúng ta thấy ngay trên bề mặt thì nước ngay trên bề mặt thì nó tạo ra cái hiện tượng nó gọi là đá tai mèo, cho nên rất là sắc nhọn. Nước nó sẽ lợi dụng những khe nứt để nó khoét dần những khe nứt, khoét dần khe nứt, mở rộng khe nứt dần dần và nó cho ra cái này. Trong địa lý nó gọi là terra rosa, tức là nước đỏ. Cho nên khi nào chúng ta thấy những nước đỏ này nó kẹp ở giữa những khe nứt thì chúng ta biết rằng gì? Đây chính là những cái tàn tích của quá trình hòa tan của nước đó đã vôi. Rồi tới lại nàng Tô Thị, thì nàng Tô Thị được hình thành là sự hòa tan và còn sót lại một cách ngẫu nhiên của những lớp đá. Và lớp đá ở đây là lớp đá nó nằm nghiêng như thế này, như thế này, một cách 45 độ. Và có rất nhiều lớp. Và trong cái hình, nếu mà chúng ta lấy lại những hình cũ hồi xưa thì chúng ta sẽ thấy là gì? Những cái lớp để tạo đầu của nàng Tô Thị và con nàng Tô Thị, những cái lớp để tạo vai nàng Tô Thị, những lớp tạo hông nàng Tô Thị, và những cái lớp để tạo chân nàng Tô Thị. Và nàng Tô Thị đứng ở vị trí trên cái núi này, người ta gọi là núi Vọng Phu, ở độ cao khoảng 50m so với bề mặt đất bên dưới. Và những cái lớp nghiêng như thế này thì nó làm cho gì? Nước nó sẽ lợi dụng cái sự nghiêng giữa cái lớp đá đó, tức là những khe nứt giữa lớp đá, thì nó sẽ ngấm dần này và mở rộng. Và nàng Tô Thị bị trượt sau một trận mưa lớn. Mà ở đây mình gọi là nàng Tô Thị thì nói theo thi ca thôi, chứ ở đây người dân ở đây rất là kính cẩn đối với nàng, nên ta gọi là bà, và gọi là tượng bà. Và chính cái trận mưa lớn vào buổi chiều đã làm cho là gì? Đây là nhân trực tiếp nè, đã làm cho quá trình caster nó dồn nước ở dưới chân của nàng Tô Thị, và toàn bộ cái từ cái tỉ chân lên đến thân á là trượt xuống. Và dân địa phương đã nghe một tiếng ầm, nó gọi là gì? Tan ra từng mảnh đá nhỏ. Rồi tôi có may mắn tôi đến với nàng Tô Thị là cách đó một tuần sau cái hiện tượng đó. Và khi đó tôi đến thì chỗ này đối với tôi rất là quen thuộc. Hồi xưa tôi hay đi thực tập địa chất ở đây, và đi trên những con đường này, sẽ đi bộ rồi đi xe đạp thôi. Thì lần đó tôi đi vào con đường này, đi từ đầu vào, tôi nhìn một khối đặt ra, không biết mình có đi ngạc lạc được hay không, tại vì từ xa bình thường đó ta thấy nàng Tô Thị rồi, nhưng lần đó lại không thấy. Thế là tôi hỏi một cô bé nhỏ, và cô bé nói nàng Tô Thị trước đó một tuần đã bị sụp đổ. Và cái cô bé đó dẫn tôi đến phía dưới này và nhặt được những cái mảnh đá này. Sau đó cậu bé lại oà lên một tiếng, thôi dẫn chú dưới đây nữa. Thế là cậu bé đã dẫn tôi đi vào cái hang Tam Thanh. Hồi xưa hang Tam Thanh nó không phải là một điểm du lịch như bây giờ đâu, rất là vắng lặng. Đặc biệt là trước đó vài năm thì có một vụ nổ một cái tên lửa trong đó, cho nên không khí dường như rất là ảm đạm. Tôi nhớ lúc đó cũng khoảng giờ này nè, trễ hơn, trời hơi sụp tối chút xíu, thì tôi bước chân lên những cái cùng cậu bé lên cái Tam Thanh đó, và cậu bé nó nhanh chóng đi về. Thì một mình tôi bước trong cái bóng tối mờ buổi chiều, thì đến một cái góc đá, một cái hốc đá, thì thấy một cục đá này. Còn cỡ hồi xưa tôi cũng hay mang cái máy ảnh như thế này, một hốc đá còn cỡ này, đặt trong một cái dĩa, tôi nhớ là dĩa nhựa màu đỏ, và trước đó có vài cây nhang.
tôi đứng trước cái đầu con nàng Tu Thị một hồi rất lâu, tôi suy nghĩ, à, cái cục đá này mà nếu nằm trên cái đĩa thì đó là đầu con nàng Tu Thị, nhưng nếu cục đá này mà nó nằm bên ngoài thì nó là cục đá. Cho nên giữa cái gọi là một cái di tích và một đá thì nó chỉ cần một cái khiều chân nhẹ, một cái khiều tay nhẹ thì nó đã không phải là di tích rồi. Thì lúc đó tôi suy nghĩ rất là kỹ, tôi mới mở cái túi ra, tôi lấy mấy ảnh ra, tôi đeo, tôi lấy cục đá đó, tôi bỏ vô cái túi để nắp lại, tôi bước ra ngoài, tôi đến ngay cái bậc thang phía trước, nàng ở trước cái hang Tâm Thanh đó, tôi ngồi lại, tôi suy nghĩ một hồi lâu. Tại sao vậy? Tại sao tự nhiên cái cục đá người ta thờ mình mà lại bỏ vô vỏ mình xanh đi? Mặc dù cái thiện ý mình rất lớn, mình rất là tốt, mình giữ cái gì đó để mình sẽ trả lại cho người ta địa phương này. Nhưng mà sau đó tôi quyết định thôi, đi trả lại. Tại lúc đó tôi có cảm giác cái gì nó gần gợn sau lưng. Tại vì sao là màn đêm của hang Tâm Thị mà lại chiều xuống nữa, cho nên có cái gì nó rất là thâm u. Thôi tôi trả lại, tới đây đem cục đá tôi đặt lại chiếc cũ, tôi bước ra. Và lần đó tôi cho rằng rất là sai lầm. Bởi vì sau này anh Tàng Tô Thị, bây giờ thì chúng ta thấy là đầu con là Tô Thị, không phải là cục đá mà hồi xưa tôi nhặt, không phải. Và sau đó một tháng, tức là sau này tôi thì một đổ một tháng, thì người ta đây là ai? Chính quyền địa phương đã ghép một cách ngẫu nhiên những hòn đá như chúng ta thấy bằng xi măng để tạo nạp Tô Thị như bây giờ chúng ta thấy. Tôi cũng lên đây, tôi xem hiện tượng này về hồi xưa là tôi chuyên viết báo đi kiếm tiền đi du lịch thôi, thì đăng thang rồi, tôi đăng được một bài, và nhưng bài tôi là gì, ở góc độ địa lý mà thôi, và lúc đó tôi cho rằng mưa chỉ là nguyên nhân trực tiếp thôi, còn nguyên nhân lâu dài chính là quá trình Castor. Và nếu còn ông quyết thì ông nói còn những nguyên nhân lâu dài khác, đó là khoảng từ năm 1979 đến 86 thì pháo Trung Quốc thường xuyên bắn vào đây, cho nên chính những cái tác động chiến tranh đó thì nó làm cho cái khe nứt đó ngày càng mở rộng, và chính trận mưa chiều đã là nguyên nhân trực tiếp làm cho nàng Tu Thị sụp đổ. Cảm ơn thầy. Tuyệt vời. Như vậy, qua sự chia sẻ của thạc sĩ địa lý Trương Hoàng Phương, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định núi nàng Tô Thị bị sụp đổ là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, xảy ra do quá trình hòa tan không đều của các lớp đá vôi sau hàng trăm triệu năm trải qua mưa nắng. Và cơn mưa lớn chiều ngày 27 tháng 7 năm 1991 chính là giọt nước tràn ly khiến núi nàng Tô Thị bị đổ. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem phần 3 và cùng Exotic Việt Nam tìm hiểu về nỗi oan gần 20 năm của một người lính nhé!